Xin chào các bạn, mình là Thuận, mình đến từ cửa hàng Thuận Lan Hàm Tiến Phan Thiết. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một món búa cầm tay đến từ thương hiệu của hãng Magita, có mã là M8104B. Khi anh em đặt sản phẩm về, máy sẽ được đựng trong một hộp giấy như thế này. Khi anh em mở hộp, đầu tiên anh em sẽ thấy gồm sách hướng dẫn sử dụng, kèm theo đó là phiếu bảo hành. Máy sẽ được bảo hành trên toàn quốc lên đến 6 tháng nha anh em. Tiếp theo là một tay cầm phụ và thước đo độ sâu khi anh em khoan búa. Cuối cùng là một máy khoan M8104B. Đó là những gì có trong hộp nha anh em. Bây giờ anh em cùng mình vào xem chi tiết cũng như cấu tạo máy nha anh em. Về phần cấu tạo chi tiết, mã M8104, máy có trọng lượng đâu đó là 1,7 kg. Máy trang bị cho anh em dây nguồn lên đến 2 m, chui chống gập. Lên chút là phần tay cầm, máy trang bị tay cầm được bọc cao su tạo độ êm ái khi anh em làm việc. Kế bên tay cầm, máy trang bị cho anh em một cò điều tốc. Khi anh em bóp nhẹ, máy sẽ chạy chậm, và khi anh em bóp mạnh, máy sẽ đạt công suất tối đa. Phía trên cò là lẫy đảo chiều. Về phần công suất máy, ở mã M8104 có công suất 430W, máy sử dụng điện 220V, tốc độ không tải của máy là từ 0 cho đến 3.000 vòng trên phút, lọ đập mỗi phút của máy là từ 0 cho đến 33.000 lần trên phút. Máy khoan gỗ tối đa là 18mm, khoan sắt tối đa là 13mm và chế độ khoan tường tối đa ở mũi 13mm. Phía trên, máy trang bị cho anh em một lẫy chuyển chế độ búa và chế độ khoan. Gia trúc, máy trang bị cho anh em vào phần đầu có thể kẹp từ 1,5 lên đến 13mm. Đầu kẹp không khó, giúp anh em thao tác nhanh khi thay mũi cũng như thay thế những mũi khi anh em khoan. Đó là toàn bộ ngoại hình của máy. Bây giờ anh em cùng mình vào test thực tế máy nha anh em. Mình sẽ thao tác máy ở chế độ khoan gỗ. Máy có thể khoan tối đa ở vật liệu gỗ là 18mm nha anh em. Tiếp theo mình sẽ thao tác chế độ bắn vít trên vật liệu sắt nha anh em. Anh em cũng có thể thay thế đầu để anh em bắn vít, dùng để bắn tôn. Cuối cùng anh em cùng mình vào test thực tế khả năng khoan tường nhanh nha. Mình sẽ chuyển qua chế độ khoan. Vừa rồi mình vừa giới thiệu cũng như test thử những tính năng ở mã máy khoan búa cầm tay M8104B. Nếu anh em có nhu cầu đặt hàng hoặc muốn tìm hiểu thêm về thông tin của sản phẩm, hãy liên hệ mình qua số điện thoại 0374549045 hoặc thông tin mình để bên dưới. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Nếu anh em thấy hay, hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để video vừa ra anh em là người xem được sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.